Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, Hoắc Vũ Hậu đã xâm nhập vào trong Thánh Linh Giáo và phát hiện bọn chúng đang tiến hành làm một cái huyết tế. Đó là nghi thức thăng linh của Thánh Linh Giáo, có thể điều khiển thánh mộc ở cấp độ cao hơn khiến những người bị điều khiển vĩnh viễn không thoát được. Những người tham gia nghi thức đều dùng kiếm tự đâm vào ngực mình rồi để cho tinh huyết bị hấp thu, nghi thức quá tàn ác. Đám người của Thánh Linh Giáo nhanh chóng nhận ra điểm bất thường nên ra tay với cô gái Nana. Hoắc Vũ Hậu bắt buộc phải hiện thân ngăn cản, bọn chúng lập tức ra lệnh phong tỏa xung quanh, không để cho những kẻ xâm nhập chạy thoát. Hoắc Vũ Hậu sử dụng ra chiêu thức linh hồn xung kích tấn công thẳng vào linh hồn kẻ cầm đầu. Tiếc rằng chiêu này lại không có tác dụng. Cánh tay hắn ta vươn dài ra chục mét, định tóm gọn Hoắc Vũ Hậu nhưng lại bị cậu tránh né. Hắn ta lại ra lệnh cho đàn em lao lên. Rất nhiều cỗ xác sống trỗi dậy, ồ ạt lao tới tấn công nam chính. Hoắc Vũ Hậu sử dụng ra bộ móng người sói chém liên tục vào kẻ địch. Tuy nhiên, đám người này lại bị thao túng hoàn toàn, giống như là một cỗ thi thể biết di chuyển. Công kích bằng hồn kỹ không có tác dụng với bọn chúng. Buộc Hoắc Vũ Hậu thi triển ra chiêu thức đặc biệt, tạo ra nhiều cái phù văn ánh sáng khắc chế bọn chúng. Chiêu thức này quả nhiên chí mạng, ánh sáng quét qua một cái, đám xác sống đều bị tàn sát. Cuối cùng, chỉ còn lại tên cầm đầu. Tức giận vì bị phá đám, hắn ta quyết định liều mạng dùng toàn lực. Hắn phóng thích toàn bộ sức mạnh oán linh, dùng những oán linh này cắn nuốt Hoắc Vũ Hậu. Sức mạnh này quá lớn, Hoắc Vũ Hậu không đánh lại, nhưng cậu lại có trợ thủ quá mạnh, đó là Y Lai Khắc Tư. Ông ta chỉ cần dùng ra một chút sức mạnh đã đẩy lui được oán linh, đốt cho kẻ xấu ngu người. Năng lực này khiến cho hắn được một phen hoài nghi nhân sinh, không biết cậu là thần hay là người. Làm sao có thể phá hủy chiêu thức của hắn như xé một tờ giấy được? Hoắc Vũ Hậu tra hỏi hắn về tổng đàn Thánh Linh Giáo ở đâu. Tưởng rằng tên này thà chết chứ không tiết lộ, ai ngờ chỉ mới hỏi một lần đã tự động khai ra. Hoắc Vũ Hậu và Thái Đầu ném ra nhiều quả bom hồn đậu khí nhằm phá hủy cái phân bộ này, chấm dứt một nơi tràn đầy tội ác. Nana vô cùng cảm kích vì hành động giúp đỡ lần này. Linh hồn cha mẹ cô đã được giải thoát, tâm nguyện trong lòng cô cũng được hoàn thành xong. Nhưng điều này lại khiến cho cô phải suy nghĩ mình sau này sẽ đi hướng nào. Hiện tại, đường môn đang trên đà phát triển. Đi theo đó là vấn đề về nhân thủ, số lượng thành viên đường môn quá ít ỏi. Nhân lúc này, cậu mời chào Nana gia nhập vào đường môn. Cô nàng không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý. Cậu đưa món hồn đạo khí không gian cho Nana. Bên trong là người máy khổng lồ và một bức thư. Muốn cô đến học viện xử lẻ khắc sao tận tay cho lão sư học viện. Việc Nana biến mất không dấu vết sẽ khiến học viện hồn đạo sư Nhân Nguyệt Đế Quốc nghi ngờ. Thế là cậu nảy ra sáng kiến mô phỏng hình dạng và khí tức của Nana rồi quay về học viện như chưa có gì xảy ra. Sau nhiều ngày di chuyển, cô nàng cũng đi tới học viện xử lẻ khắc và giao tận tay cho Huyền lão. Sau đó đi tới đường môn và được bối bối an bài chỗ ở. Học viện xử lẻ khắc vào thời gian nghỉ hè, Vương Đồng nhân cơ hội này đi tới Nhân Nguyệt Đế Quốc thăm Hoắc Vũ Hậu. Gặp lại người bạn thân, cậu vui mừng chạy tới ôm lấy Vương Đồng. Hành động vô tư này đã giúp cậu nhận lại vài cái gõ đầu. Hiện tại, hồn lực Vương Đồng đã đạt tới cấp 60, hắn muốn cậu cùng mình đi săn bắt hồn hoàn. Muốn tìm được hồn hoàn thích hợp thì phải trở về nhà. Hắn muốn để cho Hoắc Vũ Hậu bất ngờ nên chưa tiết lộ sự thật rằng nhà của hắn chính là Hạo Thiên Tông. Đang trên đường di chuyển, Hoắc Vũ Hậu bất ngờ cảm nhận được âm thanh của hồn đạo pháo. Tiến lại gần xem thì mới ngỡ ngàng. Dưới mặt đất là một trận đại chiến, đại pháo bắn như mưa, rất nhiều binh lính ngã xuống. Điều trùng hợp là dưới chiến trường lại có hai người bằng hữu của cậu. Bằng hữu gặp nạn, Hoắc Vũ Hậu không thể không cứu. Cậu lao xuống chiến trường rồi sử dụng ra vài khẩu pháo bắn về phía kẻ địch. Nhờ có hào quang của nam chính nên dù có đứng giữa làn mưa đạn thì cũng không có viên đạn nào bắn trúng. Ngược lại, một mình cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, nã pháo đã tiêu diệt được vô số binh lính, xa vào giao tranh mà không mất chút giọt máu nào. Trận chiến này không phải chiến tranh giữa các quốc gia mà là chiến tranh nội bộ. Đại công tước của Nhân Nguyệt Đế Quốc làm phản, quốc tử được phá đến dẹp loạn. Vừa mới đến, bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã bị tấn công. Nguyên nhân khiến bọn chúng nhắm vào tiểu đội của quốc tử là vì bọn chúng đã biết được lai lịch của nàng. Quốc tử chính là vị hôn thê tương lai của Thái tử Nhân Nguyệt Đế Quốc. Chỉ cần bắt giữ được nàng ta thì bọn chúng sẽ nắm giữ được con tin quan trọng. Dẫn đầu đám người về công là Triệu Dương, thực lực hắn được đánh giá là rất mạnh.
Hoắc Vũ Hậu sẽ làm gì để giúp bằng hữu thoát khỏi nguy hiểm? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tập tiếp theo nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!